Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 143. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe sự nài xin của tôi. Nhân sự thành tín và sự công bình Chúa, xin hãy đáp lại tôi. Xin chớ đoán xét kẻ tôi tới Chúa, vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công bình. Kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, giày đạp mạng sống tôi dưới đất. Nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi. Vì vậy, thần linh tôi nao sờn, tấm lòng sầu não trong mình tôi. Tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa đã làm và suy gẫm công việc của tay Chúa. Tôi giơ tay lên hướng về Chúa, lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy. Đức Giê-hô-va ơi, xin mau mau đáp lời tôi, thần linh tôi nao sờn. Xin chớ giấu mặt Chúa cùng tôi, e tôi giống như kẻ xuống huyệt chăng? Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa. Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch. Tôi chạy nương náu mình nơi Ngài. Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Nguyện thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì cớ danh Ngài, xin hãy làm cho tôi được sống. Nhờ sự công bình Ngài, xin hãy rút linh hồn tôi khỏi gian truân. Nhờ sự nhân từ Chúa, xin hãy diệt hết kẻ thù nghịch tôi và hủy hoại những kẻ hà hiếp tôi, vì tôi là kẻ tôi tớ Chúa. Chương 20. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc rạng đông, trời còn mờ mờ, Marie Madeleine tới mộ, thấy hòn đá lấp cửa mộ đã dời đi. Vậy, người chạy tìm Simon Phi-e-rơ và môn đồ khác là người Đức Chúa Giê-xu yêu mà nói rằng: người ta đã dời Chúa khỏi mộ, chẳng hay để Ngài tại đâu. Phi-e-rơ với môn đồ khác bèn bước ra đi đến mộ. Cả hai đều chạy, nhưng môn đồ kia chạy mau hơn Phi-e-rơ và đến mộ trước. Người cúi xuống, thấy vải bỏ dưới đất nhưng không vào. Simon Phi-e-rơ theo đến, vào trong mộ, thấy vải bỏ dưới đất và cái khăn liệm trùm đầu Đức Chúa Giê-xu chẳng ở cùng một chỗ với vải, nhưng cuốn lại để riêng ra một nơi khác. Bây giờ, môn đồ kia đã đến mộ trước cũng bước vào, thì thấy và tin. Vì chưng hai người chưa hiểu lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại. Đoạn hai môn đồ trở về nhà mình. Song Mary đứng bên ngoài gần mộ mà khóc. Người vừa khóc vừa cúi xuống dòm trong mộ, thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa Giê-xu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Người thưa rằng: vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu. Vừa nói xong, người xây lại, thấy Đức Chúa Giê-xu tại đó, nhưng chẳng biết ấy là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu hỏi người rằng: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó là kẻ làm vườn bèn nói rằng: hỡi Chúa, ví thật ngươi là kẻ đã đem Ngài đi. Xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến mà lấy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi Mary. Mary bèn xây lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng: Rabuni, nghĩa là thầy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: chớ rờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha. Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng: ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Marie Madeleine đi ra bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Buổi chiều nổi ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: bình an cho các ngươi. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng:
bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng, hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Và lúc Đức Chúa Giêsu đến thì Thôma, tức Didim, là một người trong 12 sứ đồ không có ở đó với các môn đồ. Các môn đồ khác nói với người rằng, chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng, nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. Cách 8 ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thôma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng, bình an cho các ngươi. Đoạn Ngài phán cùng Thôma rằng, hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin. Thôma thưa rằng, lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Đức Chúa Giêsu phán, vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Chương 7. Xảy ra trong năm thứ tư vua Darius, có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-cha-ri nhằm ngày mùng 4 tháng 9 là tháng Kít-lêu. Khi ấy những người ở Bê-tên có sai Sa-rê-xe và Rê-gem-mê-lét cùng những kẻ theo họ đặng nài xin ơn Đức Giê-hô-va và nói cùng các thầy tế lễ của nhà Đức Giê-hô-va vạn quân và cùng các đấng tiên tri mà rằng, tôi có nên khóc lóc và biệt mình riêng ra trong tháng 5 như tôi đã làm trong nhiều năm chăng? Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta rằng, hãy nói cùng cả dân sự trong đất và cùng các thầy tế lễ mà rằng, các ngươi kiêng ăn và khóc lóc trong tháng 5, tháng 7 đã 70 năm nay. Có phải các ngươi vì ta, thật là vì ta mà giữ lễ kiêng ăn đó chăng? Khi các ngươi uống và ăn, há chẳng phải vì mình mà ăn, vì mình mà uống hay sao? Ấy há chẳng phải những lời mà Đức Giê-hô-va cậy các đấng tiên tri đời trước rao ra, khi Jerusalem và những thành chung quanh nó có dân cư được thịnh vượng, và khi phương Nam và đồng bằng có dân cư hay sao? Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-cha-ri mà rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, hãy làm điều gì thật công bình, và ai nấy khá lấy sự nhân từ, thương xót đối với anh em mình. Chớ ức hiếp đàn bà quá, hoặc kẻ mồ côi, hoặc người trú ngụ, hay là kẻ nghèo khó. Và ai nấy chớ mưu một sự dữ nào trong lòng nghịch cùng anh em mình. Nhưng chúng nó không chịu nghe, xây vai lại đằng sau và bịt lỗ tai lại đặng không nghe. Chúng nó làm cho lòng mình cứng như đá kim cương, để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã bởi thần Ngài cậy các tiên tri đời xưa sai đến. Vậy nên có sự thịnh nộ lớn lắm đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân. Xảy ra như khi người kêu, chúng nó không chịu nghe, thì khi chúng nó kêu, ta cũng không nghe. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, ta đã làm tan tác chúng nó như bởi một cơn gió lốc trong khắp các nước mà chúng nó chưa từng biết. Vậy đất đã trở nên hoang vu sau chúng nó, đến nỗi không ai trải qua hoặc trở về, vì chúng nó đã làm cho đất vui thích thành ra hoang vu. Chương 8. Lại có lời của Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy, ta đã nổi ghen vì Si-ôn bởi một cơn ghen lớn, ta đã nổi ghen vì nó bởi cơn tức giận lớn. Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta đã xây lại cùng Si-ôn và ta sẽ ở giữa Jerusalem. Jerusalem sẽ được gọi là thành chân thật, núi của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, sẽ còn có những ông già bà già ở trong các đường phố Jerusalem.
ai nấy sẽ cầm gậy nơi tay vì cớ mình cao tuổi. Các đường phố trong thành sẽ đầy những con trai con gái vui chơi trong đó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: trong những ngày đó, dầu những sự ấy coi như lạ lùng cho mắt của dân sót này, song há lạ lùng cho mắt ta sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: này, ta sẽ giải cứu dân ta từ phương đông phương tây và đem chúng nó đến. Chúng nó sẽ ở giữa Jerusalem làm dân của ta, còn ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó trong sự chân thật và công bình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: các ngươi là kẻ đang những ngày này nghe các lời ấy từ miệng các tiên tri, trong ngày mà nhà Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là đền thờ, đã được lập nền để xây lên, thì các ngươi khá làm tay mình nên mạnh, vì chưng trước những ngày đó chẳng có tiền công cho người ta, cũng chẳng có tiền công cho thú vật, và vì cớ kẻ cừu địch thì chẳng có sự bình an cho kẻ ra người vào, vì ta đã khiến mọi người ai nấy nghịch cùng kẻ lân cận mình. Nhưng bây giờ ta sẽ không đãi những kẻ sót lại của dân này như trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, vì ở đó sẽ có hột giống bình an, cây nho sẽ sinh trái và đất sẽ sinh hoa lợi. Các tầng trời sẽ sa mắt xuống, ta sẽ làm cho những kẻ sót lại của dân này được hưởng mọi sự đó. Hỡi nhà Giu-đa và nhà Israel, sẽ xảy ra như các ngươi đã làm sự rủa sả trong các nước thế nào, thì ta sẽ cứu các ngươi, và các ngươi sẽ làm sự chúc phước thế ấy. Các ngươi chớ sợ hãi, song hãy làm cho tay mình nên mạnh. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: như ta đã toan giáng tai vạ cho các ngươi khi tổ phụ các ngươi chọc giận ta và ta không ăn năn, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, thì ngày nay cũng vậy, ta lại đã toan làm ơn cho Jerusalem và cho nhà Giu-đa. Các ngươi chớ sợ chi. Này là những sự các ngươi phải làm. Ai nấy khá lấy điều thật nói cùng kẻ lân cận mình. Hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành các ngươi. Chớ toan sự giữ trong lòng nghịch cùng kẻ lân cận, và chớ ưa sự thề dối, vì ấy đó là những điều mà ta ghét, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đoạn có lời của Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: sự kiêng ăn về tháng tư, sự kiêng ăn về tháng năm, sự kiêng ăn về tháng bảy, sự kiêng ăn về tháng mười sẽ làm sự vui mừng hớn hở và ngày lễ vui chơi cho nhà Giu-đa. Vậy hãy ưa sự chân thật và bình an. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: sẽ xảy ra các dân và dân cư nhiều thành đều đến, và dân cư thành này đi đến thành khác mà nói rằng: chúng ta hãy đi mau, đặng nài xin ơn Đức Giê-hô-va và tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân. Ta cũng sẽ đi. Như vậy, có nhiều dân và nhiều nước mạnh sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân tại Jerusalem và ở đó nài xin ơn Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: sẽ xảy ra trong những ngày đó, có 10 người từ mọi thứ tiếng trong các nước ra, nắm chặt vạt áo của một người Giu-đa mà nói rằng: chúng ta sẽ đi cùng các ngươi, vì chúng ta có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con.
Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.